sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt thay vì phân tích. Để phân tích đúng ngôn ngữ cơ thể, ngoài những gì mắt chúng ta thấy, còn cần rất nhiều thông tin khác nữa. Nếu chúng ta thiếu đi chúng mà chỉ chăm chăm vào những gì ta thấy thì sẽ rất dễ phân tích sai thông điệp được gửi tới. Vậy các thông tin đó là gì? Lỗi chúng ta hay mắc phải khi phân tích ngôn ngữ cơ thể là gì? Các khía cạnh cần được cân nhắc khi nói tới ngôn ngữ cơ thể. Trong ngôn ngữ nói, một từ khó có thể nhận thể hiện hết một nội dung. Tương tự, trong ngôn ngữ cơ thể, một cử chỉ của một bộ phận cơ thể không nên được dùng để đánh giá cả một thông điệp. Hai tay đang khoanh lại chưa chắc đã thể hiện sự không đồng ý. Một cái nhíu mày chưa chắc có nghĩa là một sự khó chịu nếu phân tích riêng biệt. Tất cả các bậc thầy trong ngôn ngữ cơ thể đều thống nhất quan điểm rằng ngôn ngữ cơ thể nên được phân tích theo một nhóm các hành động của các bộ phận, chứ không phải từng bộ phận riêng biệt. Điều này khi áp dụng vào thực tế sẽ gặp ít nhiều khó khăn vì trong quá trình giao tiếp, hầu hết chúng ta chỉ quan sát được và sự tập trung của chúng ta do đó mà dồn vào hơn phần thân trên của đối phương và nhiều nhất là từ phần cổ trở lên khi chúng ta giữ giao tiếp bằng mắt. Sẽ rất kỳ lạ nếu chúng ta đang nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm xuống chân người kia, hay suốt buổi nói chuyện cứ nhìn từ đầu tới chân rồi từ chân lên trên đầu người đối diện để phân tích cơ thể người ta, đúng không? Trong khi đó, nhiều khi đôi chân lại là nơi thể hiện sự mâu thuẫn trong lời nói hoặc hứng thú thực sự của đối phương, bởi chúng ta thường tập trung kiểm soát bản thân qua trên thân, bởi vì đó là người đối diện hay nhìn vào nhất. Cười nói, khua tay, xoay đầu về phía người kia mà quên mất kiểm soát phần thân dưới. Do đó, nhiều người có thể làm giả ngôn ngữ cơ thể ở thân trên, nhưng những gì phần dưới nói lại là hoàn toàn ngược lại. Ví dụ, một cô gái có thể xoay nửa người trên qua và nói chuyện với người bên cạnh, nhưng nửa thân dưới lại quay qua lối ra hoặc người khác thay vì qua người cô ấy đang nói chuyện. Điều này gợi ý rằng cô ta đang muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện đó. Nếu chúng ta là chàng trai cô ấy đang nói chuyện, liệu ta có thể nhận ra điều đó hay không? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó, bởi có lẽ ánh mắt của tôi lúc đó đang hướng về mắt cô ấy khi trò chuyện rồi. Một khó khăn khác ta thường gặp phải là chúng ta không đủ thông tin về đối phương. Ngôn ngữ cơ thể được suy xét theo hoàn cảnh, văn hóa và cả thói quen của người đối diện. Một số người bị bệnh co giật cơ mặt, thi thoảng lại bị giật ở phần khóe môi. Nếu ta không biết họ có thói quen đó, trong lúc nói chuyện ta thấy họ cứ nhếch mép thường xuyên, ta dễ coi họ đang khinh thường lời nói của ta. Ở một số nước, hắn lắc đầu có nghĩa là không đồng ý. Lại một lần nữa, ta có thể hiểu sai tới từ nước đó nếu ta không biết về nền văn hóa của họ. Hoặc một người đang khoanh tay có thể đơn giản là họ đang lạnh chứ không phải là họ đang bất đồng với ai đó. Nếu chúng ta gặp ai đó lần đầu, ta có thể khó có đầy đủ các thông tin như vậy. Chưa kể mắt nhìn của ta cũng không được hết các bộ phận của họ nên dễ gặp nhiễu nếu cố tình phân tích. Sau khi đọc nhiều cuốn sách cũng như video về ngôn ngữ cơ thể, tôi rút được ra vài điều. Bản thân bộ não con người đã có khả năng phân tích ngôn ngữ cơ thể. Chẳng phải vô cớ mà bạn có thể nói: trông thằng kia cứ lén la lén lút đáng nghi quá, hắn ta có ánh mắt dê sồm, hay em có sao không, trông em có vẻ không được khỏe. Mặc dù không ai nói thẳng với bạn điều đó, hay khi xem phim có những cảnh diễn viên không nói lời nào, nhưng bạn vẫn có thể biết họ đang tức giận hay đang suy tư. Bạn đã tự nhìn và phân tích những gì bạn nhìn thấy được và tự rút ra kết luận. Đó là bản năng của mỗi người, và đó là đủ. Nếu bạn không nhận ra tín hiệu của một ai đó qua ngôn ngữ cơ thể, đơn giản vì bạn chưa thực tâm chú ý tới người ta mà thôi. Tôi tin là như vậy. Những người có khả năng phân tích một cách chính xác ngôn ngữ cơ thể của một người lạ thường là những chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia nghiên cứu tội phạm. Khi mà họ lắp đặt camera trong phòng để có thể quan sát đầy đủ nhất mọi cử chỉ,
có đầy đủ hồ sơ về đối tượng mới có thể rút ra kết luận đúng đắn nhất. Vì vậy, quan điểm của tôi về ngôn ngữ cơ thể là về mặt tiếp nhận và dịch các tín hiệu cơ thể, bộ não của chúng ta bẩm sinh đã có khả năng này. Khi chúng ta sử dụng bản năng này, tự nó đã phân tích mọi yếu tố liên quan như văn hóa, thói quen hay hoàn cảnh của đối phương một cách vô thức rồi. Những cái gì học được ở tài liệu về ngôn ngữ cơ thể, hãy sử dụng chúng để truyền đạt thông điệp chúng ta muốn gửi đi. Những thông điệp này sẽ dễ dàng được đón nhận bởi những người có cùng văn hóa, cùng hoàn cảnh và không có những thói quen lạ trên cơ thể. Khi giao tiếp với những người từ nền văn hóa khác, chúng ta nên phải điều chỉnh cách ta gửi thông điệp đi. Những gì chúng ta có thể gửi đi qua ngôn ngữ cơ thể. Nếu các bạn đã từng đọc bài Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên của mình thì chắc chắn đã biết làm thế nào để dùng cách đi đứng cũng như sử dụng ngoại hình để truyền tải thông điệp. Tôi là một người tự tin, đáng tin cậy. Như đã nói trên, đa phần tín hiệu của chúng ta đón nhận được là từ phần nửa trên của cơ thể. Nên một số tip về ngôn ngữ cơ thể dưới đây sẽ tập trung chủ yếu vào nửa trên. Trong đó quan trọng nhất là những cử chỉ trên khuôn mặt, bởi biểu thị trên khuôn mặt là một ngôn ngữ cùng ý nghĩa trên toàn thế giới. Lý do là khi chúng ta còn những sinh linh bé nhỏ chưa biết giao tiếp, chưa hiểu ngôn ngữ, thì mẹ tự nhiên cung cấp cho bộ não của chúng ta khả năng nhìn nét mặt, nhận diện người thân, người lạ, cũng như phán đoán sự tức giận, vui vẻ từ bố mẹ, nhằm lọc ra lúc nào là nguy hiểm để khóc lên và lúc nào an toàn để vui cười. Và khi là trẻ sơ sinh, thế tất cả mọi người đều như nhau, không bị nhiễu về thông tin. Nên khi lớn lên, mọi người đều có chung một bộ lọc in sẵn vào trong não như vậy. Khi được cho xem những tấm ảnh trên khuôn mặt biểu thị các sắc thái khác nhau, những người tham gia thí nghiệm đến từ nhiều nền văn hóa, độ tuổi, giới tính đều có khả năng dịch được những tín hiệu chính xác như nhau. Sau đây là các tip cho cơ thể. Như đã nói, ngôn ngữ cơ thể là một số tổ hợp các cử chỉ của nhiều bộ phận, nên khi trình bày, tôi sẽ thêm cả hành động của các bộ phận khác có liên quan nữa. Cười. Khi cười, rõ ràng hai khóe môi phải bệnh sang hai bên và có thể để lộ răng nếu cười. Ngoài ra, để nụ cười thêm thật rạng rỡ, mắt hãy hơi khép lại để đuôi mắt lộ ra vết chân chim. Người chúng ta khi đó cũng nên hướng về đối tượng và tay thả lỏng hoặc đưa ra bắt nếu muốn bắt tay. Ngồi. Khi ngồi trong những tình huống đòi hỏi sự nghiêm túc, trang trọng, hãy ngồi thẳng như khi bạn đứng. Đứng thế nào cho đúng tư thế thì mời bạn đọc bài viết về ấn tượng đầu tiên. Ngồi như vậy, sự vô thức tăng sự tự tin của bạn. Nếu là ngồi uống nước trò chuyện với bạn bè thì cứ thả lỏng, lưng tựa vào ghế nếu muốn. Khi đối phương đề cập tới vấn đề gì đó nghiêm túc hoặc muốn trải lòng, hãy thay đổi tư thế ngồi bằng cách hướng cơ thể lên phía trước về đối phương. Chân khi đó nếu đang vắt chân thì nên tách chúng ra và để song song với vai. Đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng đối phương, thi thoảng gật đầu để thể hiện sự đồng ý hay là ra hiệu mình hiểu lời người nói. Sắc thái khuôn mặt. Sắc thái khuôn mặt được kết hợp với các bộ phận khác để thể hiện tâm trạng của mình. Rất nhiều người thói quen mặt đơ, dù phản ứng nào cũng giữ nguyên một nét mặt, có thể do không biết cách diễn đạt hoặc có thể do sức nặng của phản ứng không đủ để họ thay đổi nét mặt. Ví dụ, có người chỉ giật mình nhẹ, mặt không đổi khi bị bạn hù, nhưng có thể hét toáng lên khi có tiếng nổ gần đó chẳng hạn. Để đối phương cảm nhận rõ mình được đang đồng cảm với họ, ít nhiều chúng ta nên điều chỉnh nét mặt, nói nôm na là làm quá lên cảm xúc trên mặt để họ cảm thấy rõ hơn thông điệp của mình. Điều chỉnh thế nào thì thực ra bản thân chúng ta đều biết rõ. Ví dụ, khi nghe thấy điều gì đó gây ngạc nhiên, phản ứng tự nhiên là mắt mở to, lông mày nhướn lên và mồm hơi há ra, cổ hơi ngả ra sau, người cũng lùi về sau và đều gây khó chịu hoặc tức giận. Mắt ta hơi nheo lại để tạo nếp dọc ở vùng giữa hai con mắt, môi hơi mím lại với điều đáng tiếc hay buồn, mí mắt hơi cụp xuống, mắt nhìn xuống dưới.
những cử chỉ này hoàn toàn tự nhiên cho đến khi bạn thực sự cảm thấy những sắc thái như trên. Vì vậy, quan trọng nhất ở đây vẫn là sự chân thành. Những tip mà mình nói đưa ra chỉ để bạn thực hiện sự chân thành ấy một cách rõ ràng hơn mà thôi. Bắt chước, không phải bắt chước 100%, nhưng hãy có tư thế giống như tư thế của người đang nói chuyện với bạn để thể hiện có sự liên kết giữa bạn. Trong phim Hàn Quốc hay có cảnh một cặp đôi ngồi đối diện với nhau bên cà phê, cả hai cùng dựa tay lên cằm và nghiêng đầu nhìn nhau. Rõ ràng sự giống nhau trong tư thế đó làm khán giả cảm nhận rõ ràng về tình cảm của hai nhân vật, hơn là cảnh nhân vật nữ thì ngồi hướng về phía trước, còn nhân vật nam lại ngồi tựa lưng vào ghế. Vì vậy, khi nói chuyện với ai đó, hãy từ từ, không phải ngay lập tức nhé, điều chỉnh tư thế của mình ngồi giống người đối diện. Điều ngược lại cũng vậy, khi bạn thay đổi tư thế mà người kia dần dần cũng thay đổi theo, có nghĩa là hai bạn đang có một sự kết nối chặt chẽ. Và bắt chước ở đây không chỉ dừng lại ở cơ thể mà cả ở giọng nói. Hãy điều chỉnh sao để bạn có tông giọng và tốc độ nói như nhau. Nếu bị lệch sóng ở khâu giọng nói này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn so với việc lệch sóng cơ thể. Tại sao? Thì sau này tôi sẽ có một bài viết riêng về giọng nói. Rất mong các bạn sẽ giao tiếp tốt hơn trong đời sống hàng ngày qua những bài viết của mình. Bài được đọc trong blog Tâm lý học ứng dụng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ video của mình. Chúc các bạn thân tâm thật là an lạc.